Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi trong ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến giá hơi và cho rằng đây là những thông tin hữu ích đối với mình thì hãy cho mình xin một like ở video này và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về giá hơi hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi sáng ngày thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021, quý vị và các bạn thân mến. Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hỏa tốc gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu triển khai đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng chống loại dịch bệnh này. Và theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở, khu vực biên giới với người và các phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có dịch tả lợn châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam. Đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn xử lý đối với những hành vi vi phạm vận chuyển trái phép, nhập lợn và các sản phẩm từ lợn vào Việt Nam. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu thực hiện các thủ tục hải quan đối với các mặt hàng lợn và các sản phẩm từ lợn nhập khẩu, không giải quyết thủ tục chuyển cửa khẩu, đưa hàng về bảo quản, chỉ thông quan khi có giấy chứng nhận kiểm dịch đạt yêu cầu của cơ quan kiểm dịch. Bởi hiện nay, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến rất phức tạp, bên cạnh đó một số tỉnh ở khu vực biên giới, đặc biệt là biên giới phía Bắc, lợn vẫn được vận chuyển qua Trung Quốc theo đường mòn lối mở. Và cũng theo ghi nhận của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 113 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 17 huyện, thành phố, thị xã và tiêu hủy hơn 2.000 con lợn, tổng trọng lượng lên đến 150 tấn. Và hiện nay toàn tỉnh có 56 ổ dịch nhỏ lẻ, trong đó các huyện xảy ra nặng nhất bao gồm Thanh Chương, Đô Lương, Diễn Châu và huyện Yên Thành của tỉnh Nghệ An. Dịch tả lợn châu Phi xảy ra chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, các địa phương đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như phun khử, trùng tiêu độc môi trường, rắc vôi bột trên các tuyến đường ra vào của các hộ chăn nuôi có dịch, lập chốt kiểm dịch, tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm dịch để hạn chế sự lây lan mầm bệnh. Đồng thời yêu cầu các hộ áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chỉ đạo tái đàn đối với các hộ đảm bảo đủ điều kiện chăn nuôi, không hỗ trợ các hộ chăn nuôi cố tình tái đàn khi chưa đảm bảo các yêu cầu về kiểm dịch. Quý vị và các bạn thân mến, chưa bao giờ người chăn nuôi lại đứng trước nhiều khó khăn như hiện nay. Giá liên tục lao dốc, thức ăn chăn nuôi và giá con giống lại ngày càng tăng cao từng ngày. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh trên gia súc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Giá lợn hơi trên thị trường trong một tháng qua liên tục giảm, đặc biệt là đối với thị trường miền Bắc. Hiện nay, theo báo giá ở thị trường miền Bắc, nhiều tỉnh chỉ có mức giá 65.000 đồng trên 1 kg, thậm chí heo mỡ còn có mức giá thấp hơn nữa. Trong khi đó, thị trường miền Nam vẫn đang duy trì mức giá cao, dao động từ 70 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá lợn giống vẫn đang neo ở mức cao, dao động từ 2,5 cho đến 2,7 triệu đồng trên một con đối với dòng heo siêu, khiến nhiều người chăn nuôi gặp khó do giá thành chăn nuôi trong thời gian qua ở mức khá cao. Còn đối với những người chăn nuôi nhỏ lẻ không chủ động được con giống, với giá lợn hơi này càng giảm như hiện nay, có lẽ ít nông dân có thể tái đàn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi đang đứng trước nhiều khó khăn kép khi giá thức ăn chăn nuôi lại ngày càng tăng cao chóng mặt. Và vừa qua, nhiều công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đã đồng loạt gửi thông báo giá đến khách hàng với mức tăng từ 300 cho đến 400 đồng trên 1 kg. Cá biệt có những công ty tăng đến 600 cho đến 800 đồng trên 1 kg. Đây là đợt tăng giá mới nhất và cao nhất từ trước đến nay của mặt hàng thức ăn chăn nuôi. Còn theo ghi nhận giá hơi trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày 4 tháng 5 năm 2021, hầu như ít có sự thay đổi ở các địa phương. Thị trường miền Bắc vẫn là khu vực có mức giá thấp nhất hiện nay, rất ít tỉnh có thể bán được với mức giá từ 70.000 đồng trên 1 kg trở lên, cho dù đó là heo đẹp. Và đặc biệt đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, theo ghi nhận ở tỉnh Nghệ An có mức giá khá thấp. Nhiều địa bàn chỉ báo giá 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam vẫn là khu vực có mức giá cao nhất cả nước hiện nay. Và cụ thể, theo ghi nhận giá hơi trong buổi sáng ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay cũng ít có sự thay đổi. Hầu hết các địa phương ở khu vực này đều trên 70.000 đồng trên 1 kg và phổ biến 71 cho đến 73.000 đồng. Cụ thể như Đồng Nai trong ngày hôm nay giao động mức giá 71.000 đồng trên 1 kg.
Thành phố Hồ Chí Minh 72.000 đồng, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay báo giá 72.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó ở tỉnh Bình Dương, nhộ chăn nuôi báo giá cuộc phú giáo của tỉnh Bình Dương phổ biến 71.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu 72 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như là An Giang, Long An giao động mức giá 73.000 đồng. Vĩnh Long 72.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp, Hậu Giang giao động mức giá 72.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay báo giá 72 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó tỉnh Cần Thơ lại có mức giá thấp hơn 71 cho đến 72.000 đồng. Kiên Giang và tỉnh Cà Mau trong ngày hôm nay cũng báo giá 72.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng 71 cho đến 73.000 đồng, trong khi đó Trà Vinh vẫn đang giao động mức giá 72 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội vẫn đang duy trì mức giá 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Dòng heo áp siêu như hộ chăn nuôi báo giá huyện Sóc Sơn của thành phố Hà Nội giao động mức giá 65 cho đến 66.000 đồng. Hải Dương trong ngày hôm nay dòng heo siêu loại 1 có mức giá 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Ninh Giang của tỉnh Hải Dương đối với dòng heo áp siêu có mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng giao động mức giá 68 cho đến 69.000 đồng. Hưng Yên cho ngày hôm nay cao nhất đạt 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Heo dân lông mẹ trắng có mức giá 65 cho đến 66.000 đồng. Vĩnh Phúc phổ biến mức giá 68.000 đồng trên 1 kg cho ngày hôm nay. Bắc Ninh giao động mức giá 69.000 đồng. Nam Định, Ninh Bình cao nhất đạt 70.000 đồng trên 1 kg. Heo dân mẹ trắng ở khung này có mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Hà Nam cho ngày hôm nay, theo ghi nhận ở chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, cao nhất đạt 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Heo dân ở khung này phổ biến mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình trong ngày hôm nay cao nhất cũng đạt 70.000 đồng. Tuy nhiên đối với dòng heo áp siêu khung này chỉ có mức giá 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên vẫn đang duy trì mức giá 70 cho đến 71.000 đồng đối với dòng heo siêu, heo đẹp. Còn đối với dòng xấu hơn phổ biến mức giá 66 cho đến 67.000 đồng. Phú Thọ phổ biến mức giá 69 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Lợn lông mẹ trắng ở khung này chỉ có mức giá 65 cho đến 66.000 đồng. Bắc Cạn 67 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang trong ngày hôm nay đối với heo đẹp loại 1 đang báo giá 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Dòng áp siêu phổ biến mức giá 66.000 đồng. Heo mỡ ở khung này có mức giá khá thấp, chỉ dao động 62.000 đồng trên 1 kg ở tỉnh Tuyên Quang. Quảng Ninh heo đẹp phổ biến mức giá 70.000 đồng. Lạng Sơn giao động mức giá 69 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo đẹp. Còn dòng heo hai bề khung này báo giá 67.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai 70.000 đồng trên 1 kg. Lợn dân lông mẹ trắng khung này có mức giá 65.000 đồng. Yên Bái 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Nhiều chăn nuôi báo giá lợn mỡ ở huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái chỉ dao động 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Hà Giang, lợn đẹp khung này báo giá 67 cho đến 70.000 đồng tùy huyện. Tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở Vĩnh Tuy của Bắc Quang là lợn xấu khung này chỉ báo giá 65.000 đồng trên 1 kg. Ở Quảng Bạ thì có mức giá cao hơn 66 cho đến 68.000 đồng. Còn đối với một số địa phương ở khu vực Tây Bắc như Hòa Bình, dao động mức giá 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg đối với lợn đẹp, lợn xấu thì có mức giá thấp hơn 67.000 đồng. Điện Biên, cụ thể một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Mường Trà của tỉnh Điện Biên phổ biến 70.000 đồng trên 1 kg. Ở tỉnh Cao Bằng trong ngày hôm nay phổ biến 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Trùng Khánh của tỉnh Cao Bằng có mức giá 68.000 đồng, Hòa An phổ biến mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Trung trong ngày hôm nay, Thanh Hóa giao động mức giá 70 cho đến 71.000 đồng đối với lợn đẹp. Một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Nông Cống, Quảng Xương của tỉnh Thanh Hóa, lợn xấu chỉ giao động mức giá 68.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An giao động mức giá 69 cho đến 70.000 đồng đối với dòng heo siêu. Còn lợn áp siêu ở Nghệ An, các hộ chăn nuôi báo giá ở nhiều địa phương phổ biến mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 67 cho đến 70.000 đồng. Các hộ chăn nuôi báo giá huyện Đức Thọ đối với lợn mẹ trắng chỉ giao động mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay, Gia Lai đang giao động mức giá 70 cho đến 72.000 đồng đối với dòng heo siêu. Còn dòng heo áp siêu ở khu vực này giao động mức giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg.
Kon Tum 73.000 đồng, Đắk Lắk trong ngày hôm nay giao động 70 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông trong ngày hôm nay phổ biến 71 cho đến 72.000 đồng đối với dòng heo lẹp. Còn đối với dòng heo áp siêu ở tỉnh Lâm Đồng, hộ chăn nuôi báo giá 69.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi nhiều. Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn giao động 70 cho đến 72.000 đồng. Bình Định 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên trong ngày hôm nay giao động mức giá 70 cho đến 72.000 đồng và bằng so với tỉnh Khánh Hòa. Trong khi đó Ninh Thuận 72.000 đồng, Bình Thuận 71.000 đồng trên 1 kg. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi sáng ngày hôm nay, sáng ngày thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.